Mến chào quý anh chị cùng bà con cô chú chú bác cũng như toàn thể anh em tài xế trên toàn quốc. Trả lời câu hỏi của một bạn là hôm trước câu hỏi mình chưa có thời gian làm video, thì hôm nay mình sẽ trả lời bà con cô chú chú bác câu hỏi của bạn ấy. Đó là phân cấp địa bàn của lực lượng cảnh sát giao thông như thế nào. Cái này thì thế này, mình sẽ trả lời như sau. Tại thông tư 32 quy định là cấp cảnh sát giao thông cấp cục nhé, thì là được quản lý đường cao tốc, quản lý tất cả các đường cao tốc trên toàn quốc nhé, mọi người chú ý nhé, tất cả các đường cao tốc trên toàn quốc. Và đường cao tốc đấy được phép như nào, các đường cao tốc đấy là được chạy trên địa bàn hành chính từ hai tỉnh trở lên, còn cao tốc mà trong tỉnh thì là do cảnh sát giao thông cấp tỉnh quản lý. Nói như vậy, đấy là địa bàn quản lý của cảnh sát giao thông cấp cục. Còn cảnh sát giao thông cấp tỉnh được quyền quản lý những con đường như nào? Đó là đầu tiên mọi người phải biết là quốc lộ và đường cao tốc không chạy qua địa bàn hành chính từ hai tỉnh trở lên, ví dụ như là chỉ trong tỉnh thôi thì được quyền là quản lý đấy. Tiếp theo nữa là một số như kiểu là cảnh sát giao thông cấp huyện thì được quản lý tỉnh nội, các tỉnh nội, và công an cấp xã được quyền quản lý các đường liên thôn và liên xã, mọi người chú ý nhé. Cái đấy là quy định của thông tư 32, căn cứ theo thông tư 32 của Bộ Công an nhé. Thì địa bàn quản lý của lực lượng chức năng đấy là như thế nào, đó là như vậy. Mình cũng nhân đây là nói đôi chút qua một chút là công an xã, cảnh sát cơ động và một số lực lượng khác trừ cảnh sát giao thông, thậm chí là cả thanh tra nha mọi người. Tại thời điểm ngày hôm nay nhé, thời điểm ngày hôm nay là các lực lượng đấy không được quyền lập chốt, không được quyền lập chốt đâu nha mọi người. Thì các lực lượng đấy không được quyền lập chốt mà phải tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông theo đúng thẩm quyền của mình, được Bộ Công an cho phép. Đấy là như vậy. Thì mọi người chú ý nó là như vậy. Và không có lực lượng nào được quyền quản lý hàng hóa của các bạn, trừ công an kinh tế và một số lực lượng khác, ví dụ liên quan đến kiểm lâm thì sẽ được quyền quản lý những cái vấn đề về kiểm lâm thôi, không được quyền quản lý về hàng hóa của các bạn. Đấy là nó là quy định như vậy. Vì hiện tại như mình được biết thì có một số lực lượng là cố tình làm trái quy định của pháp luật khi mà dừng xe các bạn sai. Mình có nhớ là có một video của một anh ấy đăng lên là bị đội kiểm lâm Phú Thọ và kiểm lâm Thanh Hóa dừng xe của các bạn và đòi kiểm tra giấy tờ, mà trong khi đó là các bạn không chở hàng hóa liên quan đến kiểm lâm mà đòi kiểm tra hàng hóa của các bạn là trái quy định của pháp luật. Rất nhiều lực lượng đã cố tình làm trái mọi người nhé. Dĩ nhiên là có đơn thì mọi người biết rồi, nó như thế nào thì mọi người tự hiểu rồi, đúng không? Đấy. Đấy là địa bàn quản lý của các lượng chức năng. Đấy. Tất nhiên thì cảnh sát trật tự thì được quyền quản lý các vỉa hè hoặc là địa bàn của thuộc các địa bàn thuộc huyện chẳng hạn, hoặc là quận, phường thì tương tự như xã rồi. Đấy. Và dĩ nhiên là cảnh sát cơ động thì cũng chỉ được quyền quản lý nhưng mà như mình được biết, cảnh sát cơ động được quyền quản lý địa phận của thành phố thì phải, nếu mình nhớ không nhầm ấy. Tại vì cảnh sát cơ động thì có một cái luật riêng. Cái luật riêng đấy thì mình cũng từng đọc qua, nhưng mà thẩm quyền của cảnh sát cơ động rất là rộng, trấn áp tội phạm hay là bạo động vân vân rất là nhiều. Đấy nên là cái đấy thì mình không nói đến, mà chỉ nói về thẩm quyền quản lý về giao thông thôi, của cảnh sát cơ động. Đấy là như vậy. Và mình cũng không rõ là chưa biết là mình có cái này, mình chưa rõ là cảnh sát cơ động được quyền xử lý thổi nồng độ cồn theo chuyên đề hay không. Thì trong luật của cảnh sát cơ động thì mình không thấy nói là cảnh sát cơ động được quyền xử lý về thổi nồng độ cồn rong. Cái này thì mình chưa mình đã đọc nhưng mà không hiểu, mình chưa thấy đoạn nào nói đến được xử lý, nhưng mà họ vẫn xử lý. Cái này thì mình chưa rõ, cái này thì mình sẽ tìm hiểu sau đấy. Và hiện nay thì một số lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự là khi đi cùng cảnh sát giao thông mà lập chốt những các tổ đặc biệt ấy, thì họ đứng ra họ vẫy xe là cũng không đúng quy định của pháp luật. Nếu mà họ tuần tra kiểm soát họ vẫy xe thì đúng quy định pháp luật, nhưng mà
lập chốt cùng cảnh sát giao thông mà đứng ra với xe này thì cũng, mình cũng thấy không đúng. Tại vì khi có lực lượng cảnh sát giao thông đi cùng thì họ chỉ là người được hỗ trợ thôi, hỗ trợ như độc quyền cầm máy xử lý máy hoặc là dòng xe hay là đảm bảo an ninh trật tự hay là đảm bảo an toàn giao thông vân vân. Đấy là như vậy. Chứ còn hiện nay một số lực lượng họ làm cũng thấy mình thấy không đúng. Dĩ nhiên đây là quy trình xử lý cấp phân quyền của lực lượng chức năng thì mình cũng phổ cập cho bà con cô chú bác hiểu, tránh trường hợp mà lực lượng này làm chéo địa bàn kia. Nếu mà muốn làm chéo thì phải có lệnh của giám đốc công an cấp tỉnh hoặc là thành phố trực thuộc trung ương chẳng hạn. Đấy là như vậy. Thì từ quận này sang quận kia hoặc là tỉnh này sang tỉnh kia, cái này thì mình chưa thấy pháp luật quy định là họ được quyền làm phân cấp chéo cả. Cái này mình chưa rõ, thì cái này mọi người cũng nên tìm hiểu xem cái này thì có đúng quy định của pháp luật hay không nhé. Thì trên đây là mình căn cứ theo thông tư 32. Có ai nếu mà ai chưa hiểu thì có thể đọc thông tư 32, nó rất là ngắn, nó có một đoạn rất là ngắn này thì mọi người đọc sẽ hiểu được phân cấp của lực lượng chức năng như thế nào. Đấy, và dĩ nhiên là công an xã thì không quyền lập chốt, không được ra quyền ra tỉnh lộ hay quốc lộ rồi, và công an huyện thì không được dần quyền ra quốc lộ, dù là quốc lộ đây là cũ hay mới. Và nhân đây thì mình cũng phân cấp phân quyền thì mình cũng trả lời luôn cho mọi người là lực lượng công an xã, cảnh sát trật tự cơ động hay là cảnh sát giao thông có được quyền vào khu công nghiệp mà dừng xe không. Như mình được biết thì khu công nghiệp là thuộc cơ quan tổ chức, họ được quyền quản lý và họ được quyền quản lý con đường đấy. Mà những con đường đấy mà khi mà không được bàn giao nhé, không được bàn giao cho cơ quan ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc là cấp huyện chẳng hạn, hay là mình nhớ nhầm là bàn giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì phải, chứ cấp huyện như không phải, thì các lực lượng đấy vào khu công nghiệp dừng xe các bạn xử lý là trái quy định pháp luật. Trước khi xảy ra tai nạn thì họ được quyền vào đó dừng xe của bạn. Còn nếu mà cũng con đường đấy mà đã bàn giao rồi thì họ được quyền là quản lý và họ được quyền dừng xe vào có các bạn để xử lý vi phạm chính. Còn nếu mà chưa bàn giao cho các bạn cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ủy ban nhân thì họ không được quyền vào đó quản lý và xử lý các bạn. Nếu mà các anh em cô dì chú bác đồng bào hay là anh em cô dì chú bác công nhân mà bị lực lượng chức năng dừng lỗi không mũ không giấy tờ hay là ABC thì mọi người cứ mạnh dạn xin biên bản và sẽ xử lý sau này. Nhớ quay video trước cửa nhà số bao nhiêu, trước công ty nào, địa điểm nào đấy thì là cứ xin mạnh dạn xin biên bản là được đấy. Ok, hẹn mọi người trong video tiếp theo nhé. Chứ cũng trả lời hết rồi câu hỏi cho bà con cô dì chú bác cũng như tài xế rồi, anh em tài xế là chú ý nhé.